là khi mà em mang thai thì tầm khoảng đâu đó là 2 tháng là bắt đầu em có dấu hiệu em ho. Em ho nhiều lắm, nó làm mình đau luôn cái ruột luôn. Nếu như mà ho mà mình mệt rồi bắt đầu sốt, bác sáng cho em một cao xanh rờn, em bị H5N1 cúm gà cầm. Cúm gà thì em đang suy nghĩ, ủa ví dụ như mình bị H5N1, chồng mình nó bị đầu tiên á, đây chồng mình không có bị gì hết trơn á, còn những người tiếp xúc với em đâu có bị gì đâu, thì em mới hỏi kỹ lại cho bác khám kỹ lại cho con ấy. Ẩm ơi kỹ rồi, H5N1 đi mua thuốc về uống. Thì buổi sáng là mẹ chồng em đi mua đồ cho em ăn xong, cái em uống thêm một liều nữa là cái bụng em bắt đầu nó đau. Cái má chồng em gọi taxi đưa em đến viện, thì đưa bệnh viện vào khám, bác sĩ nói là đưa đi đo tim thai, đưa đi siêu âm thì nó là tim thai ngừng đập. Chào chị Ngọc Lan và chị Tonya. Em tên là Mỹ Linh. Hiện tại công việc của em là giáo viên. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình em có 4 bé. Bốn bé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu với cái hành trình đầu tiên đi. Cái ngày mà bạn biết tin bạn mang thai nó diễn ra như thế nào nè? Lúc đó em cưới được có nhiều tháng mới 2 tháng à? 2 tháng. Sợ cũng có một phần mà tí cũng có một phần. Sợ là kiểu giống như là mình chưa đủ lớn dạng như chưa đủ chín chắn để mình làm mẹ. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Hình như lúc đó em 20. Thì còn tiếc là không có đi chơi. Còn trẻ quá, còn nhỏ quá chưa biết gì hết, là, tấm chiếu mới. Là vì mình lo non và xanh thôi. Rồi, thế thì với cái nỗi lo đó thì em dưỡng thai nó như thế nào nè? Nói chung là khi mà em mang thai thì tầm khoảng đâu đó là 2 tháng là bắt đầu em có dấu hiệu em ho. Em ho nhiều lắm, nó làm mình đau luôn cái ruột luôn. Nói chung là ho mà mình mệt rồi bắt đầu sốt, bắt đầu tầm đến tháng thứ 5. Nói chung em cũng có đi siêu âm, em cũng đi khám thì là bác sĩ là bình thường. Nhưng mà đến khi tháng thứ 5 á, thì cái kiểu giống như là sốt rất là nặng. Em sốt nằm ly bì 3 ngày tiếp luôn, em không ngồi dậy nổi. Mà lúc đó là em đi về bên nhà em á, em qua nó chơi xong em nằm miết 3 ngày. Thì mẹ chồng của em ấy tưởng đâu là hai vợ chồng cãi lộn nên mới qua. Thì thấy em nằm bẹp giấy bên nhà luôn. Chiều đó đi đi khám thì đi vào cái phòng khám đó là cũng bác sĩ giới thiệu đi qua bên bác sĩ chuyên môn hơn là để khám. Thì bác đó thì cũng có tiếng. Thì qua khám thì bác cũng siêu âm là 5 tháng rưỡi. Bác phán cho em một cao xanh rờn, em bị H5N1 cúm gà cầm. Cúm gà thì em đang suy nghĩ, ủa ví dụ như mình bị H5N1, chồng mình nó bị đầu tiên á, đây chồng mình không có bị gì hết trơn á, rồi những người tiếp xúc với em đâu có bị gì đâu, thì em mới hỏi kỹ lại cho bác khám kỹ lại cho con ấy. Cảm ơn kỹ rồi, H5N1 đi mua thuốc về uống. Cũng về mua thuốc uống là em cũng uống. Uống nhưng mà bác biết em có thai mà đúng biết, không bác năm nắng mấy mà em biết siêu âm là 5 tháng rưỡi mà. Cái em cũng có hỏi lại là thuốc này uống được không bác, vì con nghe nói là có bầu không được uống thuốc. Anh kia là uống được bình thường, đi mua thuốc cũng bác luôn. Là em uống buổi tối đó nhà em xong là em về bên lại nhà chồng. Thì buổi sáng là mẹ chồng em đi mua đồ cho em ăn xong cái em uống thêm một liều nữa là cái bụng em bắt đầu nó đau mà đến khi mà em đi đẻ em biết cái cơn đau đó là cơn đau đẻ luôn. Là chị tưởng là cái bụng nó tròn vậy đúng không, có khi mà em đau á nó chỉ có bên nè. Bên này là rờ vô là nó bẹp dí, bên này nó dồn hết một cục nè. Em đau em chị không nổi, cái em mới nói là má ơi con đau quá. Cái lúc em mới cưới về chỉ có lúc nào cùng hai mẹ con ở nhà. Cái má chồng em gọi taxi đưa em đến viện, thì đưa bệnh viện vào khám, bác sĩ nói là đưa đi đo tim thai, đưa đi siêu âm thì nó là tim thai ngừng đập. Bắt đầu là đưa em vô cái phòng phẫu thuật á, em nằm bên giường này là kế bên giường bên em là có một cô kia là cũng có bầu 2 tháng nhưng mà bị té cầu thang á. Xong đó là để làm phẫu thuật cho cô kia xong là tính lượt em. Cái khi làm cho bạn kia xong á là bác sĩ nói là đi ra nghỉ tầm 5 phút vào. Bác dâu của em á là làm hộ lý cho bệnh viện mới đem vào cho em hộp sữa. Thì cái lúc mà em uống sữa vô là em ói hết ra luôn. Bác thấy vậy là kêu người vô lau mặt lau đầu xong xuôi rồi đem cái máy đo tim thai xong là bắt đầu là tim thai đập lại là bác nói cho nằm nghỉ tiếp rồi đưa ra phòng siêu âm lại. Thì nói chung là ra siêu âm thì tim thai đập nhưng mà yếu, nó là đưa ra phòng chờ để cho nhập viện. Là đâu đó em nằm 1 tháng luôn. Em có kiểm tra lại là có phải là do cái thuốc mình uống để điều trị H5N1 nó ảnh hưởng đến thai nhi của mình không? Do cái thuốc đó luôn á chị. Tai qua nạn khỏi. Đúng rồi, bỏ qua chuyện đó đi, coi như là cũng cảm ơn trời Phật. Dạ, nói chung là từ cái khi mà thời gian em xuất viện đến khi em sinh luôn á là em khỏe, em ăn uống bình thường. Em biết em cũng không có ngán, nhưng mà mỗi tội là em thèm mì tôm, mì gói á. Em thèm dữ, em thèm mà đến nỗi chồng em không cho em ăn. Em phải lén vào trong phòng á, em lại em ngồi trong đó em núp em ăn luôn. Em ăn lần 3 gói. Từ nhỏ cho tới lớn là không có gì em ăn mì. Nhưng mà từ khi em có bầu á, em thèm lắm. Cứ là em ba cho em đi làm đây, em nắp vô em quất, thèm lắm. Bà bầu có nhiều cái thèm lạ lùng lắm, em không lý giải được. Em thèm cà phê sữa. Cà phê sữa đá là em quất một ly thiệt bự. Có bị la không? Tại vì các mẹ thường không cho uống cà phê là tại sợ em bé đen. Em nấp em làm, em ngồi em hưởng thụ em quất một ly. Hưởng thụ. Rồi em rình không có ở nhà em rửa. Em cứ vậy em lén rồi. Lén rồi, lén ngày... cho tới lúc đi đẻ luôn. Dạ đúng rồi. Tới cái ngày đi đẻ là cái cơn thèm nó vẫn còn không hay là sao? Vẫn thèm luôn. Mà cái cuối thai kỳ đó bắt đầu có thèm ngủ. Em ngủ la liệt luôn, em ngủ mà không biết trời trăng mây gió vậy đó. Cái dấu hiệu để mà mình biết mình chuẩn bị sanh là nó như thế nào nè? Cái hôm mà em đi bệnh viện á là tối 27 Tết là nó ra cái dịch màu hồng á, nên em mới nói mẹ chồng em xong là mẹ chồng em nói là thôi đi bệnh viện. Thì đi bệnh viện xong là
từ tối 27 là sáng 30 em mới sinh mà đau quằn quại chị ơi, là đau cái cảm giác đau đó, cái lúc mà đầu năm tháng em bị á là em mới biết cảm giác là đau đẻ luôn, nó đau dã man có 3 phần. Cái hôm 29 em đau quá em xin mổ, nhà bác không có cho mổ vì lúc đó là chú em là mình bị trong đó nên chú em cũng không có cho mổ, nó gọi là sinh được thì cứ sinh, khi nào mà giả giống như là không sinh được nữa thì mới mổ. Thì sáng 30 bắt đầu là em 2-3 giờ sáng là em đã được 5 số phân là bắt đầu bác cho vào, mà em đi đẻ em bỡ ngỡ lắm chị. Em nói nhà em đi vô đây, khi mà cái phòng sinh á cách cái chỗ mà người nhà đứng đợi thì tầm 15 bước chân à. Bác dặn là đi vào sinh là đem tả em bé, đồ của mẹ làm cầm một cái túi nhỏ đi vào. Em hỏi ủa vô cả mình hả? Em nói đi vô chung với y tá với la em là ủa đẻ thì chị đẻ chị vô mình thôi chứ có ai đẻ nữa đâu mà đủ vô chung. Rồi em đi vào đó là em sinh, bác bảo rặn đâu tầm được 2-3 hơi thôi là em đã sinh được rồi. Và bác kêu ôi ra cái bọc. Em nghĩ hoang mang, ủa bọc gì cả, ủa sao đẻ ra cái bọc, sao không phải đẻ ra con của mình mà đẻ ra cái bọc, sao kỳ vậy. Mà cái thời đó là chưa có cái da kỳ da đâu chị, bằng một cái phương pháp nào đó bác xé bọc, bác đem bác đi tắm, bác đi căng. Lúc đó không có cái da kỳ da, coi như là đẻ bọc đều đó. Đúng rồi, bọc có hai loại bọc, bọc trắng và bọc đều. Thế thì bác có thông báo với em là bọc trắng hay bọc đều không? Không, bác không có nói. Bác chỉ nói là sinh vô cái bọc thôi. Và phải xé bọc thì em mới ra được. Đúng không rồi, xé bọc nó ngợp. Là sáng em đi đẻ, trưa em về nhà. Trưa 30 em về là mẹ chồng em làm mâm cúng đầy tháng trưa đó luôn. Ủa? Hình như nghe nói là mẹ chồng em nói là không có để qua năm hay gì đó, là cúng đầy tháng. Là làm mâm cúng tại nơi luôn, tại trưa đó luôn. Mỗi nơi một phong tục ha. Dạ. Nhưng mà cho chị hỏi là cái khoảnh khắc khi mà lần đầu tiên em được ẵm con, được nhìn con á, thấy cũng mừng cũng vui đó, nhưng mà em sợ em không dám đụng vô. Nói chung về mẹ chồng em bầm đâu đó cũng phải mấy ngày á. Mẹ chồng em tắm em bé làm hết rồi mới tới lượt mình. Em đẻ xong là em chỉ ra em đựng rồi thôi đi ngủ. Nó đầu về xong là con em nó là ngủ ngày, nó cày đêm chị, nó làm nguyên suốt một tháng luôn, là từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng là nó thức, còn nguyên một ngày là ngủ. Thức quấy hay thức chơi nè? Dạ không, thức chơi thôi. Không, mà lúc đó là em mua cái xe như kiểu giống như cái nôi mà nhúng á chị, là cho nằm đó em thẳng chân em cái đá vậy nè, cái nhúng nó được cái là không khóc, trộm ví vậy đó không khóc. Cái hành trình mà nuôi bạn đầu tiên của em á, nó có vất vả không, và em đón nhận cái việc đó như thế nào? Lúc đó là em sinh xong là em nghỉ làm nên là em ở nhà em chăm con, em không có đi làm. Nhiều lần em cũng gửi trẻ nhưng mà dạng như cái kiểu là bé nó quen với mẹ rồi nó không có chịu đi á, cái rồi em lại thấy khóc em thấy tội em bồng về em không có cho đi. Cái tầm đâu được một tuổi là nó tự nhiên nó bệnh, nó ho dữ lắm, nó ho rồi nó sốt, nhập viện nó cũng cả tháng. Lúc ở trên viện á là em bồng ra, bà nội với ba nó đi về. Khi mà em vừa bồng xuống em bỏ lên giường là em đang tính giặt khăn lau mặt thì tự nhiên cái da tay á chị nó tím nó tái. Nó tím mà nó làm từng mảng nè, mà nó về nó sùi bọt mép ra luôn. Ủa em sợ mà em khóc luôn, em gọi bác sĩ. Thì lúc đó bác sĩ vô là bác sĩ khám nè, thì bác sĩ kêu là dạng như là bị phản ứng thuốc á. Thì sáng đó là y tá có tiêm thuốc, bị phản ứng thuốc rồi bác cho thuốc bổ rồi này kia, thì tầm đâu đó mấy ngày là hết, và nó được nằm bệnh viện gần một tháng. Cái sự kiện đó nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau này không? Em nghĩ đó là không có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng từ cái lúc em mang bầu, khi do cái tác dụng của thuốc nó nặng quá hay sao á, và trong cái thời gian đó là thai nhi đang phát triển nữa, nó bị ảnh hưởng. Thì tầm 4 tuổi con em mới biết đi, 5 tuổi mới biết nói, chỉ có những người trong nhà tiếp xúc nói chuyện thì mới hiểu con em nói gì, người ngoài gặp là không có hiểu được bé nói gì hết trơn á. Thì em cũng có đưa đi thăm khám ở bệnh viện phục hồi chức năng, thì bác sĩ nói là bị chậm phát triển ngôn ngữ, và hiện tại vào tới đây em cũng đưa đi khám thì đo điện não, điều trị số IQ rồi vẫn bình thường. Nhưng mà bác nói bây giờ là cái kiểu giống như là thuốc ảnh hưởng nặng quá, thì bây giờ cái kiểu giống như là nó vẫn trưởng thành, nó vẫn phát triển, nó vẫn biết, nhưng mà thay vì cái bộ não của bé 14 tuổi nó phát triển theo kiểu khác, như bé này thì nó kiểu giống như của đứa lớp 1. Có bao giờ em trách cứ một cái điều gì khi mà con mình nó phải rơi vào cái tình trạng như vậy? Bây giờ hiện tại bây giờ em vẫn nghĩ là sao lúc đó mình dại quá, có bầu cũng thuốc. Thì thậm chí mấy đứa sau, đứa thứ nhì em không ho, nhưng mà đứa thứ ba, đứa thứ tư em ho dữ lắm. Có bầu đứa thứ ba em cũng ho mà ho hơn đứa thứ nhất nữa. Nhưng mà em cũng không dám uống thuốc, em không uống bất cứ một cái gì hết trơn á. Thậm chí người ta bảo là đi mua cái này, mua cái kia chân uống, em cũng không dám uống. Em cứ để vậy luôn, em không uống, em sợ. Thì lúc đó em nghĩ là xong, lúc đó mình dại quá, uống mình làm ảnh hưởng con, mà dạng như là mình làm mất tương lai của con. Lúc đó mà mình cũng có đi bác sĩ chứ không phải không đâu. Chứ không phải là mình là người quyết định. Cho nên là thôi, mỗi đứa nó sẽ có một cái phần số. Nếu bây giờ còn cảm giác đó thì hãy cố gắng bỏ đi, để mà mình phải có cái nghị lực để mà mình tiếp tục đồng hành với con. Tại vì chị nghĩ rằng là cái hành trình để mà
em tập đi cho con, khi mà con nó đã lớn rồi mà con vẫn chưa đi được thì đó là những cái khoảng thời gian mà nó gây áp lực cho em rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Cái điều cơ bản là những gì nó sẽ diễn ra tiếp thì đó là cái mà nó cần chúng ta tập trung năng lượng. Hiện tại thì bé đi học như thế nào em? Dạ bé nghỉ rồi. Em cho bé nghỉ luôn. Dạ không, bé nó không chịu đi học. Bé nói là thôi mẹ cho con nghỉ đi chứ lên bạn không có chơi với con. Ví dụ như là bé nó đâu có nói chuyện này kia rồi, nó đâu có biết cách ứng xử. Vấn đề của con thì nó là một cái trình độ phát triển chung về cái năng lực não bộ, thì đòi hỏi một cái thiết kế chương trình riêng, cho nên là đôi khi thì con sẽ cần một cái sự hướng dẫn chuyên biệt từ gia đình. Em thì nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Thôi bây giờ là bé đầu tiên coi như là chúng ta tạm khép lại, để chúng ta đến với bé thứ hai nè. Em sinh là 2013, thì lúc đó thì nói chung có bầu bì thì cũng bình thường, không có, nói chung là trong cái quá trình mang thai là em không có lên cân nào hết á. Em ốm mà những cái đồ mà em mang thì bình thường, mà em mang nếu có bầu 9 tháng vẫn mang được. Nói chung là em có bầu 4 bạn không bạn nào nghén hết. Bạn đầu tiên thì em lên 20 kg, là lúc đó em lên thành 80 kg luôn á. Nhưng mà em sinh xong 1 tháng là em xuống còn đâu 5 mấy ký, và từ đó khi có bầu bạn thứ hai là không có lên ký luôn. Rồi em sinh xong thì nói chung là từ cái giai đoạn có bầu tới khi sinh nói chung là ổn, không có cái vấn đề gì xảy ra hết, cũng không có ho hen gì hết. Nhưng được cái là bạn này sinh nhanh, em đau bụng buổi sáng, ngay là bệnh viện khám thì bác nói là chưa có dấu hiệu sinh, bác cho về. Xong tầm 11 giờ đêm em đau dữ dội, lúc nào ra máu luôn, là em đi bệnh viện. Thì vào khám thì bác nói là tôi chưa có gì đâu, đi vào phòng nằm chờ đi, nào đau quại bác. Em vừa đi tới cái cửa, đau quá bác ơi, không vô để đi đẻ đi bác. Là đi vào sinh thì lên, lúc đó là đã 6 phân rồi, là vào sinh liền luôn. Nói chung là sinh nhanh. Rồi khi em về nhà thì tầm đâu đó 1 tuần là bé bị bệnh, bé ho, bé nọc ói, bé bị ngộ độc khí than. Vì em xong á, cái lúc xong với hơn, dạ đúng rồi, thì cái lúc đó cái phòng trọ nó nhỏ quá, nó bị ngột. Nó là em đưa bệnh viện thì cái lúc đó tội lắm, kim cái tay của nó là kim châm với là máu lấy nó chân nó tim nhiều lắm, là cũng nằm bệnh viện lâu, là về hôm nay là ngày mai đầy tháng. Bạn nhỏ thứ hai là chỉ bị cái khúc đó thôi, còn nói chung là từ cái giai đoạn đó tới lớn thì không có đau ốm, trộm ví là không đau ốm gì. Trong cái khoảng thời gian mà sinh bé thứ hai mà đến cái bé thứ ba thì cách nhau khoảng đó là 8 năm. Nói chung là không có muốn sinh nữa thì mình nghĩ là cứ hai đứa là được rồi. Thì cái lúc đó là bị vỡ kế hoạch, thì cái thời gian đó là trễ kinh nên mới là mua que về thử. Thì thử lên 2 vạch xong rồi đi siêu âm thì bắt đầu là phát hiện ra là có bầu được 8 tuần. Có bầu bé này thì cũng giống như bé trước á, thì ho rất là nhiều nhưng mà không dám uống bất cứ một cái gì hết, cứ uống nước ấm, uống cái gừng, cũng uống thuốc bổ này kia, nói chung là không có cái biểu hiện gì bất thường hết. Nói chung là cũng suôn sẻ. Thì tới giai đoạn mà đi sinh, và cái ngày dự sinh của mình là ngày 4 tháng 6, thì cái sáng ngày 1 đó là đã đau bụng, thì đau bụng râm râm là mình biết cái dấu hiệu sinh rồi đó, nên mới gọi cho cái bác sĩ mà hay thăm khám siêu âm trong quá trình mang thai á. Thì lúc đó bác nói là lên bệnh viện bác kiểm tra. Thì trong buổi sáng là dạy là mình nghĩ là đi khám thôi chứ không có phải là đi sinh, không có mang theo đồ. Thì buổi sáng dạy cũng tắm gội rồi cũng lau dọn nhà cửa, giặt giũ phơi đồ rửa chén rồi bác xong xuôi việc mới đi. Thì đi ra khỏi nhà lúc đó tầm 9 giờ hơn. Thì lên bệnh viện kiểm tra này kia thì bác nói là mở 4 phân rồi. Hồi bác nói là lên nằm luôn đi để sinh. Thế bác hỏi đồ đâu hết rồi. Thì kêu đâu có đồ đâu. Thì bác nói thôi khoan đẻ đi, nói chồng về lấy đồ. Thì cái lúc mà chồng về lấy đồ xong xuôi thì đâu đó tầm 5-7 phút á, thì lên thì đã sinh. Khi mà sinh em bé ra thì mặt em bé nó đen thui lùi à. Sinh em xong là bác cho da kỳ da, vì hai đứa trước không có da kỳ da nhưng mà cái bé thứ ba này là có. Mình thấy cái mặt con mình nó đen á, mình kêu bác ơi sao mà mặt cháu nó đen. Thì bác nói là bị cuốn dây rốn 2 vòng ở cổ nên là bé nó ra sớm, nó bị ngạt thở. Thì đưa ra ngoài thì bác chỉ nói là nằm ở đây tầm nửa tiếng hoặc 1 tiếng gì đó, thì khi mà đi tiểu được rồi thì đẩy xuống phòng bệnh nhân. Nhưng mà cái lúc đó là bị băng huyết nên bác kiểm tra bác không có cho xuống. Thì đâu đó là ở trên cái phòng sinh á có một cái giường để nghỉ dưỡng á, tầm đến 9-10 giờ đêm mới đưa mình xuống. Thì lúc đó là tầm chiều 5-6 giờ là đã ổn ổn nên là bác cho xuống. Khi mà sinh xong em bé nó ngủ mê man, ngủ ly bì luôn. Bác làm cỡ nào nó cũng dậy, dạng như là bác dặn là khi mà sinh xong là phải cho con ti mẹ để cho nó co bóp cái tử cung là nó không có bị băng huyết. Nhưng mà con cũng mất tiêu đâu có, nên là bị, nhưng mà bác nó cũng không có đáng kể. Rồi bây giờ chúng ta nói đến bé gần nhất đi, bé mới thôi nồi đây thôi. Chị rất là tò mò về cảm xúc của bạn đầu tiên khi mà biết mình có thêm một em nhỏ xíu như gần đây. Thì cảm xúc của bạn như thế nào? Em không biết em có bầu luôn, vì em không có kinh. Em sinh bạn thứ ba xong là nguyên 1 năm em không có kinh nên em đâu có biết em có bầu đâu. Cái đợt đó là em đi Đà Lạt, em mang cái đầm, chồng em nói ủa sao bụng bự dữ vậy, có chừng nha. Chứ em còn nói giỡn gì cha làm gì có.
Thì em nghĩ bình thường em nhiều khi em ăn hoặc là em uống nước ngọt nhiều, em mập, em về xong là em ngủ ly bì luôn. Em thấy là cái cảm giác không hay rồi nha. Em ngủ miết luôn. Rồi em thèm ăn. Em sợ quá em đi mua bài em thử. Lên hai vạch. Em đi siêu âm thì ra 8 tuần. Em nói chồng em trước. Thì anh ơi, bầu rồi. Thì chồng em nói bầu thì đẻ thôi chứ nói cái gì. Em kể gì vậy cha? Mới cái con mới thâu nâu cái bà thứ ba chứ nhiêu, có tuổi. Kêu cái gì vậy đẻ nữa hả? Kêu thì chồng em nói đẻ chứ sao giờ? Thì bà nhỏ này rất là kỳ cục nha. Em có bầu là em không có tốn tiền siêu âm. Vì em nhớ đâu bỏ mẹ siêu âm đâu có 3 lần nhiêu. Vì siêu âm không có thấy. Chỉ cái nằm ấp, chỉ nhìn trên màn hình là thấy cũng hình thù là tay dài chân dài đá lên đá xuống, nhưng mà nó không có lật lại. Biểu em là ra uống coca để cho có ga cho nó sốc để cho nó nằm ngửa ra, cũng không. Làm cách nào cũng không. Gần sinh em đi siêu âm cũng không biết gái trai. Nên em đi sắm đồ em đâu có phân biệt gái trai đâu, cứ màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu hồng. Em gom hết. Nói chung là em sinh bạn này á, là em đi dự sinh là ngày 10 tháng 3. Ngày 10 tháng 3 thì ngày 23 tháng 2 em đã sinh rồi. Tối em còn hứa hẹn ngày mai dắt con em đi ăn mà. Cái sáng ngày em đau bụng quá, cái em mới gọi chồng em, anh dậy đi đẻ. Chị biết chồng nói sao không? Ngủ đi, chưa đẻ đâu. Ngủ, chưa tới ngày, ngủ đi. Nói chồng đau quá. Trời không, chưa đẻ đâu, ngủ tiếp đi. Chưa tới ngày. Thôi, bắt đầu là em vào xong là đau quá, em vào kiểm tra. Thì em ra thấy ra máu hồng. Con bé lớn của em á, nó nghe em dậy xong là nó em không có gọi luôn, tự động nó lên nó xách đồ xuống cho em. Giỏi nha. Thì em là em xếp đồ sẵn sàng hết rồi. Nó thấy em dậy bật nước nóng đi tắm gội á. Nó lên gác nó lấy đồ nó đặt xuống. Đó con lấy đồ cho mẹ xong rồi đi đẻ đi. Rất là hiểu chuyện ha. Dạ lấy rồi em tắm gội sạch sẽ xong xuôi là em đi đẻ. Là em đi một mình? Không, chồng em chở. Tưởng đâu lúc đó không còn rồi, thôi đi đẻ trước đi, anh nằm ngủ anh ra sao chứ. Thì dắt xe ra em nhìn đồng hồ là tầm đâu là 5 giờ. 5 giờ xong cái em đang vừa chạy xe khỏi ra đầu em, đau quá. Em kêu từ từ con, từ từ đã. Từ từ tới bệnh viện đã. Chị, nó hết đau. Nó hết đau xong tới chạy vào cửa bệnh viện đã đau tiếp. Em nói khoan từ từ. Hết đau luôn, rồi nó nín nha. Đi vào làm giấy tờ thì y tá nó là đi vào siêu âm. Và bước vào siêu âm là nói chung là em không thể nào mà lên được cái bàn siêu âm nữa. Em cảm giác là nó con nó ra luôn rồi, em kêu không được rồi bác ơi. Là đã vô phòng sinh. Bác mới cắm cái ống vô truyền nước. Chưa kịp ghi tên ghi đồ chứ. Mắc đẻ của bác ơi. Ào ra luôn. Ào ra luôn. Không, nói chung là không có bấm, không có làm gì hết trơn á. Bác nói chưa, từ từ. Rồi ra luôn. 4kg. Trời ơi, quá đã. Mà trước đó 3 ngày em đi siêu âm á thì có 3.4kg chứ nhiêu. Mà có mấy ngày nó lên 4kg. Mà lúc đó cho da kìa da nha. Nhìn bà ú ù à. Đã lắm. Nhìn giống như là ra tháng rồi vậy đó. Dạ đúng rồi. Thế thì chị lớn á, khi mà chị gặp được em bé của mình á, em thấy cái giao tiếp của con bé nhỏ của mình nó như thế nào? Thấy có yêu không? Bé lớn á, nó rất thương em. Nó cũng cưng nựng em dữ lắm, nhưng mà cái kiểu như là nó không biết cách bày tỏ. Dạy chơi với em thì cũng cười cũng thương em, mà hung kiểu quá nhéo cái mặt con nhỏ. Làm nhỏ đau nhỏ khóc. Em ị em gì thay tả là dành làm hết. Nói chung tội. Cái bé thứ hai của nhà em sanh xong, hồi nãy chị nghe em kể có chi tiết là lúc đó là đang ở nhà trọ. Có vẻ như là cái phần kinh tế trong gia đình ngay tại thời điểm đó nó cũng không được ổn lắm. Dạ đúng rồi, từ khi mà em có bầu đứa thứ hai là em nói chung là kinh tế nó không ổn. Vậy là bé đó là phải được gọi là cực nhất đó. Vì khi mà sinh xong bé đó thì em lại làm ăn được. Em có bầu cái bà đầu tiên thì em làm ăn rất là được. Nhưng mà sinh xong bả là cái là tụt lụt luôn. Không còn gì hết cho tới khi có bầu đứa thứ hai. Nhưng mà khi sinh đứa thứ hai xong em lại làm ăn rất là được. Hành trình 14 năm làm mẹ của em có quá nhiều cái thăng trầm ở trong đó. Bây giờ nếu mà để đúc kết lại thì em nhìn lại hành trình của mình em thấy nó như thế nào? Em thấy em giống như một siêu nhân vậy đó. Cứ trong cái khoảng thời gian đó thì chung là một mình em chăm, một mình em lo thì chồng em cũng phải đi làm. Nói chung chồng em cũng về phụ giúp này kia, nhưng mà cái bản thân em là người nuôi con là chính. Nói chung cũng thấy vất vả, tuy mình vất vả nhưng mà bù lại là mình có những con rất là... Nói chung nó làm cho mình vui, nhiều khi nó làm cho mình bực bội cáu gắt này kia cũng có. Rồi nhiều khi mình cảm thấy con nó yêu thương rồi nó cũng thấy mình cảm thấy hạnh phúc. Giai đoạn nào là khó khăn với em nhất? Cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn cái đứa thứ ba. Em sinh nó được 6 tháng là chồng em bị bệnh. Ông bị bệnh xong là một mình em kiểu giống như là em làm hết từ việc đưa đón đi học này kia, lo ăn lo uống, lo tất cả công việc làm ăn kiếm tiền tả sữa này kia một mình em hết. Là trong cái khoảng đó là em thấy em khủng hoảng nhất luôn. Vì đợt đó là chồng em bệnh rất là nặng, nhưng mà do không có tìm được nguyên nhân bệnh á, cũng tiêu tốn tiền bạc rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ cũng là ổn rồi. Bây giờ là sẽ tới chuyên mục mẹ bỉm nhắn gửi nè. Em có muốn nhắn gửi gì đến cho ai hay không thì xin mời em ha, cho chồng, cho bốn con của mình, hoặc là cho những người đang xem chương trình.
qua chương trình này thì em muốn nhắn gửi đến gia đình của em, đó là chồng của em. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành và phụ giúp em trong công việc nuôi dạy con. Mẹ cũng cảm ơn bốn đứa con đã đến bên đời mẹ, làm cho mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Dù ở ngoài kia là người ta có nói gì hay làm gì đi chăng nữa, nhưng mà về nhìn bốn đứa con thì cảm thấy là cuộc sống của mẹ rất là tuyệt. Chị Tô Nha có lời khuyên nào dành cho bạn không? Chị chỉ hy vọng là em chân cứng đá mềm thôi. Tại vì tính ra thì lại là một hành trình mới bắt đầu, có một cái chặng đường đi rồi, rồi bây giờ chúng ta lại có hai em bé nhỏ. Nó không phải là câu chuyện dễ dàng gì. Có thể có nhiều lý do để các bạn quyết định là mình sẽ có đông con, không có chuyện đúng sai ở đây, nhưng chắc chắn một chuyện là sẽ có nhiều việc cần các bạn phải giải quyết. Bởi vì các con sẽ hưởng thụ trọn vẹn những cái cảm xúc mà bố mẹ mang đến trong cái quá trình trưởng thành. Thì hy vọng là trong những cái gia đình đông con thì những cái áp lực mà bố mẹ đối diện á, mong rằng là các con sẽ được bố mẹ chủ động lưu ý, để cái bầu không khí tâm lý trong gia đình nó sẽ thực sự là một cái bầu không khí tâm lý tích cực, để chúng ta sẽ có một cái niềm vui đúng nghĩa của những gia đình đông đúc, chứ không phải là những cái áp lực vì chúng ta đã có một cái gia đình đông đúc. Cảm ơn chị Tô Nha. Cảm ơn em. Mai Điểm. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào chị Tô Nha. Em là Lê Lộc. Lê Lộc. Dạ. Một cái tên nó hết hồn á. Tại vì chị thì rất là thân với bé Lê Lộc diễn viên. Dạ. Mà con bé thì nó chưa có sanh con. Cho nên hồi sáng chị có nghe là nhân vật của chúng ta hôm nay tên Lê Lộc, chị cũng hết hồn. Dạ. Là em canh cánh từ sáng đến em giờ. Em canh cánh từ sáng giờ, không biết là Lê Lộc thiệt hay mẹ của Lê Lộc là Lê Giang. Rồi, Lê Lộc đang làm công việc gì nè? Dạ, hiện tại là em đang đào tạo về nail. Dạ. Với lại cũng có một cái salon nail. Vậy hả? Salon nail mình trưng bày mỹ phẩm cũng được đó em. Chị Lan có công ty mỹ phẩm nha. Dạ được. Mai mốt mà mình bớt marketing đồ lại ở đây nè. Trời, mình tranh thủ chị ơi, dịch mời mời các bạn nước. Rồi, vậy thì Lộc ơi, trong vai trò một bà mẹ bỉm sữa thì em bé của mình là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hiện tại thì em có hai em bé. Một bé 4 tuổi và một bé 2 tuổi, đều bé gái hết. À, dạ. Có nghĩa là cách đây khoảng 5 năm thì mình đón cái tin vui đầu tiên, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi em đợi chị Lan mang nước qua đi, rồi em sẽ bắt đầu trả bài theo đúng với cấu trúc của chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Hai bé là uống 2 ly đó. Không, người ta chỉ cần 1 ly thôi là người ta có thể kể rành mạch về câu chuyện của người ta rồi. Rồi, em có hay coi chương trình không Lộc? Dạ có chị. Rồi, vậy thì em có biết là chương trình sẽ luôn luôn đặt ra câu hỏi đầu tiên gì cho các bạn không? Bắt đầu. Mình muốn đẻ thì mình phải có thai em. Mà mình muốn có thai thì mình phải biết cái ngày đó mình có thai là như thế nào. Bắt đối đầu với từ em câu chuyện. Có thai thì em chưa có dự định trước. Và tới bất ngờ luôn. Mà trong khi đó em vẫn uống thuốc ngừa thai. Nó tới bất ngờ đối với em cũng chưa có chuẩn bị trước. Và cũng chưa có cưới hỏi gì hết. Và công việc của em thời điểm đó nó khá là bận. Em là một người mê công việc nữa, cho nên em không có sẵn sàng trước tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái gì tới rồi thì em nhận. Em sẽ đón chào thôi. Nhưng mà em vẫn là muốn đẻ trước và cũng chưa có muốn cưới. Tại vì chồng thì ở Bắc, ở Hà Nội, em thì Quảng Nam. Nên thành ra là để mà di chuyển hai phương tiện đi lại thì em dạy học mà. Để mà nghỉ nhiều quá thì lại không có thời gian. Cho nên em thôi cứ đẻ trước đi. Rồi con lớn tính. Thế thì cái ngày mà mình biết tin là mình mang thai, bởi vì mình không có ở trong cái tình trạng là mình chuẩn bị của em bé. Dạ. Mình không có chủ động với nó. Thế thì cái dấu hiệu nào ở trên cơ thể của em mà cái ngày hôm đó em phải đi thử thai? Dạ. Có đợt em về nhà chồng chơi thì tự nhiên người nó cứ bị đau lưng, cứ ho hoài à. Chứ không? Tại vì em chồng của em là làm dược sĩ nên người ta cũng nghi nghi. Cái thôi thử đi. Thì mua về thử cây dính luôn. Cái tự nhiên cái người đơ luôn. Tại vì chưa có gọi là sự chuẩn bị á chị. Lúc đó thì trong đầu em có một cái hình dung nào không? Em đang hình dung là bây giờ báo với nhà mình sao đây ta? Tại vì cưới thì chưa cưới, tất cả mọi thứ đều chưa chuẩn bị, chỉ là mới quen có mấy tháng thôi. Mà uống thuốc thì vẫn có uống thuốc. Mà bây giờ tự sao mà dính? Thì có con thì mình vẫn đẻ thôi, nhưng mà tự nhiên mình kiểu một phút mặc niệm bắt đầu. Em có lo về con hay không? Bởi vì trong thời gian đó là em vẫn còn đang uống thuốc ngừa thai. Dạ, em có hỏi bác sĩ, em đi khám có hỏi bác sĩ thì bác nói không sao đâu, bác sẽ theo dõi. Dạ. Rồi câu chuyện tiếp theo là gì? Mình thông báo như thế nào nè? Thì bây giờ nhắn tin, em gửi cho chị gái em, chị gái đang sinh sống với em ở Sài Gòn, gửi nè. Em gửi cái que thôi, em không có nói gì hết. Hả? Cái gì? Thiệt hay giỡn? Thiệt. Ừ thì đẻ thôi. Tự nhiên lúc đó mình nhẹ, rất là nhẹ. Thì mình sợ người ta đó nói ABCD các kiểu. Ta sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi. Dạ. Tại sao? Dạ, nhưng mà ai cũng mừng.
Và đặc biệt nữa là nhà chồng càng vui nữa, tại vì nhà chồng càng thêm cháu thì càng vui mà. Phản ứng của ông xã em thời điểm đó như thế nào? Ban đầu thì chưa có dự định sinh con, nhưng mà khi ông biết có con rồi ông còn mừng hơn là cái gì nữa. Em là còn đơ, ổng thì cứ cười mỉm hoài luôn. Rồi như vậy là mọi chuyện nó quá thuận lợi đúng không? Dạ. Thế thì chăm bầu thôi đúng không? Không, nhưng mà nó chưa có dừng ở đó. Vẫn chưa? Dạ chưa. Tại vì cái thời điểm em mang bầu, em là một người cô giáo dạy học đi, mà em là ham công việc nữa. 8 giờ sáng, 7-8 giờ tối, không có một cái thời gian nào là nghỉ ngơi. Và không có một cái thời gian nào là nghỉ cho con mình trong bụng nó như thế nào. Tại vì mình chỉ biết là mình mưu sinh mà chị. Mình phải làm, mình phải kiếm tiền thì mình mới có lo được cho con của mình. Nhưng mà em còn cứ mặt bên là sắp xếp hàng hóa các thứ của em. Rồi em vẫn bê. Người ta nói là kiêng không được bê nặng các thứ, em cứ lén lén không ai nhìn cái em bê. Tại vì tính em là làm cho xong. Không xong là em cứ đứng đó, em đứng hoài. Em đứng khi nào mà ai đứng nhìn cái em làm cho xong em đi. Tại vì cái gì mà trước mắt em nó vướng vướng là em khó chịu. Cho em phải giải quyết cho xong. Mà không có một ngày nào gọi là nghỉ dưỡng bầu hết. Là cứ tới định kỳ thì đi khám, hẹn bác sĩ cái lịch nào sớm nhất. Cái đi khám mà mỗi lần thấy con nó khỏe thì mình vui. Nhưng mà tới cái lúc mà gần đẻ á, thì cái tim thai tăng cao hoặc là nó khiến cho mình phải đi lên bệnh viện. Tất cả cái gói xanh mình thì mình mua xanh thường thì mình cũng muốn tốt cái gì tốt nhất có thể. Nhưng mà đời đâu có như mộng đâu. Thì người ta bắt buộc là phải sinh mổ, tại vì em bé ra sớm hơn. Nhưng mà ra sớm hơn thì em bé vẫn đủ ký, khoảng là 4 ký mốt hay sao, 3 ký mấy còn 4 ký. Thì mình cũng mừng. Nhưng mà lúc đó thì con em nó nằm trong bụng, với bụng em chật hẹp kiểu gì không biết. Thì cái phần chân của bé nó bị qua một bên, nó bị lệch qua một bên rồi, gót chân bị nhón lên nữa. Thì cũng một thời gian điều trị. Nhưng mà cái đặc biệt nhất ở đây là lần đầu tiên làm mẹ. Mà lúc con có 2 tháng thôi, thì tự nhiên cái lúc đó ba đi về quê Bắc. Mà bé là bé theo ba từ lúc trong bụng. Trong bụng có nghĩa là chỉ có ba nấu ăn thì mới ăn được. Cứ nghĩ lúc đó chồng em cứ nghĩ em đó, bà này bà giá bộ, bà không cho mình ra ngoài hay gì. Vậy ba nấu ăn, người mẹ em vào, mẹ ruột của em vào nấu đi, em ăn cũng ói. Đi mua, người khác đi mua về cũng ói, là gọi là ngán. Ba nấu, hoặc là em không biết nấu ăn thì em lo làm, em không đâu quan tâm. Cho nên là em coi Google em nấu gì, dở em cũng ăn. Em nấu là em ăn, ba nấu là em ăn, còn lại là tất cả mọi người mua là ói hết. Tới lúc khi con sinh ra 2 tháng, ba có việc ba về Bắc. Cái ảnh ở nhà ảnh bệnh. Mà trong khi đó là một em bé rất là bình thường, mà lần đầu tiên là mẹ chưa có thấy cái sự việc diễn ra. Thường thường em bé mất nước thì cái đầu nó sẽ lõm vào, nhưng mà lõm xung quanh hết giống như quả ốc chó vậy đó chị. Nó lõm rồi nó ô giống như là cái những cái hố nước vậy đó. Cái gì vậy trời, không biết bị cái gì. Mà trong khi đó bé tiêu chảy chỉ có một hai lần trong ngày thôi, thì nó cũng đâu gọi là quá mất nước đúng không chị, mới có tầm chưa tới 2 tháng thôi. Thì gọi về cho ba nó, ba nó cái gì bị vậy là sao, cả nhà không biết vấn đề cái đó nằm ở đâu. Cho nên cứ đi đưa tới bệnh viện thì lúc đó thì quá đông cho nên vẫn nằm ở ngoài hành lang. Thì trong khi đó thì em là một người em không biết cái em bé như thế nào hết. Thì khi mà lúc đó có mẹ em chăm sóc nữa, thì trong quá trình chăm sóc cái tự nhiên nó đang sốt rất là cao. Em thấy mắt nó liếc đơ rồi cái này kêu rồi coi giật rồi, bông xuống phòng y tế đi. Mà lúc đó chưa bao giờ mình biết có cảm giác coi giật là cái gì, tự nhiên trong người của mình nói ra luôn. Em vừa dứt câu coi giật luôn, em phải chuyển xuống phòng y tế, là phải truyền thuốc gấp. Tại vì bác sĩ không nghĩ là nó chuyển biến nhanh tới như vậy. Người ta nghĩ là ồ chắc mất nước thì từ từ thì cấp nước lại, từ từ là bé sẽ khỏe. Mà nó chuyển biến nhanh tới nỗi mà nằm trên vào phòng cấp cứu luôn. Nhi đồng là chị biết nó đông rồi, nhưng mà vào phòng ưu tiên, vào phòng cấp cứu chích nước cái thuốc mà truyền chống co giật liên tục mấy ngày, cứ nằm phòng cấp cứu liên tục. Cuối cùng là bao nhiêu bác sĩ tới kiểm tra, mà hồi đó em nhỏ xíu, em ngồi cứ giật, mình thì rất là cứng, mình không có khóc gì hết. Bà lén ra chỗ khác không, chị gái khóc, mẹ em khóc. Thì cái nhà lúc đó là ai đồng loạt là ăn chay hết, cầu nguyện cho con để qua. Tại vì đứa con đầu đời
với lại là nó quá nhỏ đi, mình không biết xử lý như thế nào hết. Mà một người cha mà chưa bao giờ gọi là ăn chay là gì hết, tới lúc đó cũng phải cố gắng vì con, và ổng rất là thương con. Bao nhiêu bác sĩ tới mà chẩn đoán đó chị, không tìm ra một cái bệnh gì hết. Tới lúc mà chụp CT, chụp MRI, cuối cùng bị viêm màng não. Mà trong khi đó là con em là không có một cái dấu tích gì gọi là trước lúc mà mang thai, không có bị một cái gì, và em cũng không có một cái triệu chứng gì. Tự nhiên mất nước xong qua viêm màng não. Người ta nói là ủa có té không kia chứ, trời mới 2 tháng té cái gì. Rồi có này có nọ không kia, không. Rồi bị viêm màng não em mới hốt hoảng, nhà mới sợ. Thì lúc đó thì cứ đi làm từ thiện, cầu nguyện lại cho con mau khỏe. Bác sĩ nói là bây giờ viêm màng não mà tự phát á, thì nó sẽ tự hết. Thì nhà cứ tin vào phép màu, cứ cầu nguyện tới lúc mà 7 ngày sau mà chẩn đoán lại. Mỗi ngày đều chẩn đoán. Tới cái ngày mà 7 ngày là nằm viện, lúc đó là 10 ngày rồi. Nhưng mà trong quá trình 2-3 ngày đầu á, thì người ta chưa có kiểm gì hết. Thì ngày thứ 3 mới biết. Rồi cái ngày thứ 10 cái đi khám, vẫn nhập viện mà kiểm tra lại, lúc đó thì hết. Bác sĩ nói là cái cục máu nó không còn nữa. Thì cả trời cả nhà giống như là thở phào nhẹ nhõm luôn. Cái nên là chắc là cũng mình ráng mọi thứ, mình làm cái gì tốt nhất để cho con mình nó mang lại điều tốt nhất. Thì mình là một người mẹ lần đầu mang thai mà còn gặp những cái trường hợp đó thì quá ư là bất ngờ đó với mình. Và kiểu như nó không có được sự chuẩn bị. Mà trong khi đó là công việc đâu thể bỏ. Là ban ngày là chị gái ở trong, em vẫn về em làm từ sáng tới tối. Tối em tắm một cái là vào chăm con, canh con tới sáng. Tới sáng xong quay về lại, quay về làm tới lúc mà những cái ngày đó trôi qua hết luôn á. Là cái tối là mẹ vô chăm con, xong sáng quay về làm để kiếm tiền, lỡ như có trường hợp gì xảy ra thì mình còn có tiền. Những cái câu chuyện này là em chưa từng kể cho ai hết. Tại vì chuyện của con mình cũng không nên kể cho ai. Cũng nhờ qua cái chương trình Mẹ Bỉm Sữa thì mới nói lên được cái nỗi lòng, em mới chia sẻ ra được ở đây. Tại vì em một người là không biết tâm sự là như thế nào hết. Chị nghĩ lúc đó cho em kiệt sức lắm. Dạ. Mà làm cái nghề của em là nó hóa chất, nó rất là, lúc đó mình cũng suy nghĩ nó tiêu cực, mà nó không lẽ tại mình mà con mình ảnh hưởng. Xong rồi tự trấn an mình cũng không có dám, là không có dám nói với chồng là phải tại em hay không. Tại vì em là một người không có tâm sự, em tự bước lên và có đau khổ như nó phải tự chịu luôn. Em chỉ mang những điều vui vẻ về gia đình thôi, cũng không kể với mẹ là em gặp chuyện gì, cũng không kể với chồng là em buồn cái gì hết. Cho nên khi mà em gặp chuyện này á, có thể mình thấy hụt hẫng, không biết là có phải tại mình hay không. Cứ cầu nguyện thôi. Mà cuối cùng là phép màu xảy ra. Đến bây giờ thì con em nó đã khỏe mạnh và cũng chưa có dừng lại ở đó nữa. Khoảng 1 tuổi đi, có triệu chứng là tự kỷ. Giống như là kết thúc vô người nhiều quá rồi ảnh hưởng triệu chứng tự kỷ rồi tăng động các thứ. Nhưng mà em và chồng em là một người là chấp nhận con mình bị cái đó, cho nên là can thiệp sớm, khoảng cho vào những cái trường giáo dục chuyên về bệnh đó thì khoảng hơn 1 năm thì con bình thường trở lại. Và bây giờ là con đã đi ra với các bạn ở ngoài bình thường rồi, mà cũng khá là lanh và cũng khá là giỏi nữa. Là bé lớn chị. Em ơi, theo như chia sẻ của em thì em là một người không chia sẻ bất cứ một cái sự khó khăn nào của mình cho người khác biết. Vậy thì cái giai đoạn mà, tại vì chị đã từng trải qua cái giai đoạn rằng là ban ngày mình đi làm, mình làm xong là mình chỉ kịp tắm rửa rồi mình vô bệnh viện rồi mình thay ca cho mọi người, về nhà nghỉ ban đêm và mình chăm con ban đêm. Rồi cứ sáng mình lại đi làm, coi như là một tuần lễ mình không ngủ. Tối còn em còn làm việc buổi tối nữa. Đó. Tại vì em cũng phải kiếm thêm những cái job nước ngoài, quảng cáo các thứ cho họ, rồi em làm những hình ảnh clip các thứ để em để kiếm thêm thu nhập. Cho nên là khoảng thời gian đó là nó sẽ rất là vừa kiệt sức nè. Rồi lại không chia sẻ với ai hết. Thế thì em vượt qua cái giai đoạn đó nó như thế nào? Thì bản thân của em là em vào nghề 10 năm rồi. Em cũng trong gai cũng một mình. Nên trải qua tất cả mọi thứ em cũng là một mình. Có nghĩa là tự mình đứng lên,
cùng nếu như mà có chồng, nếu như mà có bồ thì mình làm việc đó. Chỉ nói là mình làm việc đó thôi, mình làm tới mấy giờ vậy thôi, chứ mình không có nói là trong công việc khó khăn cái gì hay là như thế nào hết. Mình không muốn chia sẻ và mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, tại vì mình không muốn là mình là một con người suốt ngày đi than vãn đó, cho nên là mới khổ là như vậy. Tới nhưng mà em cũng không chia sẻ với ông xã em trong giai đoạn khó khăn như vậy luôn. Em chỉ nói là em đang vượt vấn đề đó thôi, em cũng không nói sâu và cùng nhau vượt qua vấn đề đó, chứ em cũng không có nói là ồ nản. Có nghĩa là nói về vấn đề mà mình đang gặp phải thì mình có nói, nhưng mà mình không có kiểu là ì èo than vãn các thứ để cho nó mất đi cái sự nhiệt huyết của mình. Dạ. Như vậy thì nó cũng tốt, nhưng mà nó cũng sẽ rất là bất lợi. Dạ. Nếu như mà em rơi vào một cái trạng thái gọi là trầm cảm, em nghĩ là cũng rất là mệt có thời gian, có thể là em cũng có thể bị, tại có thể bị trầm cảm, thì em cảm nhận được con người em là như vậy. Em không thích gặp ai hết. Có nghĩa là đó, kết thúc công việc của em là em ở nhà, rồi em cứ thích ngồi trong phòng, em cứ thích ngồi đó bấm điện thoại, rồi ai rủ đi, thích thì đi, không thích thì ở nhà. Sau này á, em mở lòng ra hơn, em cũng không có kể, nhưng mà em kiếm một cái người thật là thân đem kể ra, chứ không phải đem cái câu chuyện của mình kể người này người nọ hay là 3, 4, 5 người thế thành là bà tám. Em sẽ kể ra, ồ phải là gặp bế tắc lắm em mới kể, còn lại những cái chuyện bình thường hay là bế tắc bình thường đi em cũng không nói. Khi nào mà em cảm thấy stress quá, ê đi uống bia để cho em nhẹ bớt, là khi mà có một cái kích thích trong người thì mình mới nói được. Thì qua ngày hôm sau em mới kiểu như thỏa lỏng ra để em làm việc của em tiếp. Tại công việc của em tiếp xúc với nhiều người và nó cần một cái trạng thái, nó cần một cái khuôn mặt của mình lúc nào cũng phải tươi tỉnh, phải có kiểu năng lượng. Năng lượng. Chứ bây giờ mới rồi mình cứ như vậy, rồi sao người ta học. Cho nên là em luôn luôn giấu kín là như vậy. Thế thì cái sự đồng hành của chồng em trong giai đoạn đó như thế nào? Chồng em là một người rất là thương con, thương vợ. Thì tất cả mọi thứ từ ăn uống hay là về mặt bên trong đi, chồng em lo hết. Em chỉ biết là ngủ dậy làm xong rồi đi lên giường ngủ thôi. Em không có làm về những cái đó, em cũng không có nặng đầu về việc cái gia đình. Cho nên là em chỉ biết làm. Nhưng mà anh có biết